Ok, chào các bác nha. Thì hôm nay em lại lạc vô đây này. Thì có ông bác, ông vừa đi giữ bò về đó. Thì hỏi ông thì ông bảo là ông bán. Thì em mới bảo là chụp hình đây, cột đây thì để em quay cho các bác xem nha các bác. Thì con này bác chủ nhà chia sẻ là chữa 3B được hơn 4 tháng rồi nha các bác. Tức là các bác có thể khám nha. Và con đẹp lắm các bác. Con này đẹp cực kỳ luôn các bác. Thấy chiếc này. Đó, chân cẳng nha các bác. Chân cẳng bụng này. Wow, con này to lắm các bác ạ. Đuôi này. Đó các bác nhìn kỹ chưa ạ? Đó, con này chủ nhà đang nói là 35 triệu nha các bác. 35 triệu cho con bò Lysine này nha các bác. Con này là Lysine nha các bác. Lysine nha các bác, đẹp cực kỳ nha các bác. Nhìn mặt mũi này. Con này chắc tầm 6 răng cho các bác. Con này đang trẻ bò lắm. Đó các bác nhìn kỹ chưa? Nó quay kỹ cho các bác xem nha. Chủ nhà đang bảo là 35 triệu nha các bác, có chữa 3B. Có chữa 3B 4 tháng rồi nha các bác. Con này cao 1m4 nha các bác. Đẹp lắm các bác, con bò này đẹp. Đây này, quay rún cho các bác xem này. Bê, bê, bê. Nó thấy em lạ nè các bác. Vú này, bầu vú này. Vú trứng cúc các bác, vú trứng cúc. Mặt mũi này. Đó các bác nhìn kỹ chưa ạ? Đó, 35 triệu cho con bò sinh sản này nha các bác. Đó, các bác nào ưng thì có thể liên hệ trực tiếp gặp em để chốt con bò này nha các bác. Đẹp tuyệt vời luôn các bác, không chê vào đâu được. Đẹp, theo em nghĩ là giá cả hợp lý. Nếu mà các bác có thể thương lượng được thì giá cả nó hợp lý, rất hợp lý con này. Rất hợp lý. Thì con này... Đó. Rồi ok các bác nha. Thì bác nào ưng thì có thể liên hệ trực tiếp gặp em để chốt con bò này nha các bác. Rồi ok các bác nha. Rồi ok, chào các bác nha. Thì em đang còn đi này các bác này. Thì đi cũng gặp ông anh này, ông đang còn bán con trâu này các bác này. Con này cao 1 mét mấy bác? Con trâu này cao 1m55 nha các bác. Vành ngực gần 220 rồi nha các bác. Cổ này các bác nhìn này. Đây, quay cổ cho các bác coi này. Mặt này các bác. Đây. Sừng này các bác. Đây. Bao nhiêu tiền đây anh? Con đi nếu bán. Nói đúng giá nha, đừng có đòi nha. Đúng giá là 70 triệu. 70 triệu. 70 triệu con trâu này các bác này. Đây đây em cho các bác nhìn nha, các bác nhìn cho rõ nha các bác. Đây chân này. Đuôi nha. Đó các bác nhìn rõ chưa? Ok các bác nha. Con này cao 1m trên 1m rưỡi các bác ạ, tầm 1m55. Đòn nó cũng được, cũng trung bình thôi chứ cũng nhưng mà to nha. Con này vanh ngực phải 200 mấy, nếu chính xác thì tầm 200 mấy anh. 217 các bác ạ, vanh ngực tầm 217 nha. Anh đang còn phát giá 70 triệu này các bác này. Đây cho các bác ăn đi, cứ để cho nó ăn tự nhiên đi. Ô con này có cặp sừng, có cặp mặt, sướng lắm các bác ạ. Ở trong như có chơi đồ sơn đâu các bác. Qua wow, con này cặp sừng hoành tráng cực kỳ luôn các bác này. Đây, cho các bác. Cái trâu này các bác phải xem kỹ ạ. Đây ạ. Giái này. Con cẳng. À con này được cái đầu. Đây cho các bác xem nha. 70 triệu nha các bác. Họ. Hai xoáy mạch nha bác. Hai xoáy mạch đúng không? Đây này. Hai xoáy mạch này đúng không nhỉ? Đúng không? Hai xoáy mạch các bác ạ. Hai xoáy mạch. Sừng nè, mặt nè. Đầu sư tử các bác ạ. Sừng này. Ô, con đi chơi được cái nha, con đi chơi được các bác ạ. Con đi thử bộ ngô chưa? Đây có trâu to. Đó các bác nhìn kỹ chưa? Mắt này cho các bác nhìn kỹ, tai này. Trâu này phải để cho các bác nhìn kỹ. Tai này các bác này. Trâu ở khu vực Thanh Hóa nha các bác, sừng này. Sừng nha các bác nhìn kỹ nha, có các bác bảo sừng thế này thế kia. Đó. Cổ này. Cổ này các bác.
Đó, trâu này phải quay kỹ. Cao cao phải trên 1m55 các bác, cao lắm các bác ạ. Cao nha. Chân móng hến nha. Nhìn kỹ cho các bác. Chắc cũng phải kỹ rồi, em quay là tương đối kỹ rồi đó, các bác nhìn mắt này, hai xoáy mặt nha các bác. Mồm này. Sừng này, ô cặp sừng, cặp sừng hoành tráng lắm các bác ạ. Đây, cúi xuống coi. Anh kéo ngược xuống, anh kéo ngược xuống, kéo ghì xuống cái đầu ghì xuống. Rồi các bác nhìn thấy cặp sừng chưa ạ? Nhìn rõ chưa ạ? Rồi ok các bác nha. Rồi nhìn rõ đấy. Rồi ok các bác nha. Thì bác nào mà ưng con trâu này á thì các bác có thể liên hệ trực tiếp gặp em nhé, để đến xem trực tiếp con trâu này nha. Và đến gặp trực tiếp chủ trâu nha các bác. Bò đó các bác ạ. Đây, nó vừa ở dưới ao đây các bác này, tức là cũng nói chuyện với anh thì gặp anh thì hỏi thì anh mới dắt đến, anh bảo là nếu có nhu cầu thì anh bán. Đó thì bác nào có nhu cầu thì anh bán nha. Trâu đẫm dưới đây này các bác thấy bùn vừa sục đó, nó vừa nằm dưới đây nha các bác. Thì em bảo là dắt lên đường cho quay cho nó rõ ràng cho các bác nhìn thấy nó một cách nó trực diện. Các bác nhìn cái mặt nó này. Cái mặt này các bác. Mắt đỏ nha. Mắt đỏ nha các bác. Mắt nó đỏ ngầu đi các bác ạ. Xoáy coi coi xoáy là sao. Xoáy hai xoáy chuồng. Xoáy trước. Con đi bốn xoáy chuồng các bác ạ. Con đi bốn xoáy chuồng. Trước nó to rồi, cái sáu trước nó mất rồi. Ôi, á chà. Rồi ok các bác nhìn kỹ chưa? Một lần nữa nha các bác. Đó. Đó. Nó thấy người lạ đó các bác. Rồi nha, thì bác nào có nhu cầu hoặc là trâu này chắc chơi được. Các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp gặp em để đến tìm gặp chủ trâu này nha. Và xem tận mắt nha. Nếu mà thấy ưng thì các bác có thể giá cả thì có thể bằng làm việc với chủ nhà nha các bác. Rồi ok các bác nha. Chào các bác nha. Hẹn gặp lại các bác clip tiếp theo nha các bác. Đó thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em nha. Còn bác nào mà có nhu cầu mua bán bò thì các bác cứ liên hệ trực tiếp gặp em. Và nhớ đăng ký kênh để sớm nhận được những thông báo mới nhất từ em nha các bác. Con trâu này đẹp các bác ạ. Con trâu này cái mặt với cặp sừng tuyệt vời luôn các bác ạ. Đó các bác nhìn kỹ chưa? Rồi ok các bác nha. Chào các bác.